Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem chuyên mục kiến thức sức khỏe trên kênh Tumi TV. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày tốt lành. Theo như tiêu đề, bạch hầu là một loại bệnh truyền nhiễm hiếm gặp, thuộc nhóm B trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm. Ở Việt Nam khoảng 5 năm nay, bệnh bạch hầu liên tiếp xuất hiện ở nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên như là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Lắk. Từ rải rác xuất hiện 1-2 trường hợp ở một số vùng, gần đây đã có liên tiếp hàng chục bệnh nhân nhiễm bệnh được ghi nhận. Vậy căn bệnh này nguy hiểm như thế nào? Làm sao để nhận biết? Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích thông tin một cách chi tiết nhất để mọi người có thể hiểu rõ những vấn đề xoay quanh căn bệnh bạch hầu này. Để có thể nắm thông tin một cách chi tiết nhất, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề sau đây. Thứ nhất, bệnh bạch hầu là gì? Thứ hai, bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào? Đối tượng nào dễ mắc bệnh nhất? Thứ ba là những nguyên nhân gây bệnh bạch hầu. Thứ tư là triệu chứng cho thấy bạn đang mắc bệnh bạch hầu. Thứ năm là phương pháp điều trị bệnh bạch hầu. Thứ sáu là biện pháp phòng bệnh bạch hầu. Bắt đầu từ thứ nhất, bệnh bạch hầu là gì? Nói một cách đơn giản, bạch hầu là một bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm do vi khuẩn bạch hầu có tên khoa học là Corynebacterium diphtheriae gây ra, có khả năng lây lan rất mạnh và dễ nhanh chóng tạo thành dịch bệnh. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể gây chết người trong vòng từ 6 đến 10 ngày. Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng, vừa nhiễm độc, có mức độ nhiễm khuẩn cấp tính. Khi xâm nhập vào đường hô hấp, vi khuẩn bạch hầu sẽ cư trú ở niêm mạc hầu, họng và tiết ra ngoại độc tố gây loét tại chỗ, tạo thành mảng viêm màu trắng xám gọi là giả mạc, dính chặt vào niêm mạc. Khi bóc tách có thể gây chảy máu. Ngoài ra, màng viêm nhiễm này có thể xuất hiện ở da hay các màng niêm mạc khác như là kết mạc mắt hay bộ phận sinh dục. Thứ hai, bệnh bạch hầu nguy hiểm như thế nào? Đối tượng nào dễ mắc bệnh nhất? Bệnh bạch hầu nguy hiểm bởi vì vi khuẩn từ các mảng trắng này có thể tiết ra ngoại độc tố, dễ gây suy hô hấp và tuần hoàn. Liệt khẩu làm thay đổi giọng nói, sặc và khó nuốt khi ăn uống, tác động đến hệ thần kinh gây lú lẫn, nặng thì hôn mê, tổn thương hệ thần kinh, cuối cùng là tử vong. Một số trường hợp biến chứng kết hợp viêm cơ tim hay viêm dây thần kinh ngoại biên gây ra bệnh tim mãn tính và suy tim, nặng hơn là tử vong do đột ngột trụy tim mạch. Ngoài ra, bệnh cũng có thể dẫn đến thoái hóa thận, hoại tử ống thận, chảy máu lấp tủy và vỏ thượng thận. Ở những người không được tiêm phòng hoặc không được điều trị kịp thời, 10% trường hợp người bệnh sẽ tử vong mặc dù đã dùng kháng sinh và sử dụng thuốc chống huyết thanh. Những người có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu bao gồm trẻ em và người lớn chưa tiêm vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu, những người sống trong điều kiện đông đúc hoặc mất vệ sinh, bất cứ ai đi du lịch đến một khu vực đang có dịch bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu thường xuất hiện trong những tháng lạnh ở vùng ôn đới. Bệnh có tính mùa, thường tản phát, có thể phát triển thành dịch, nhất là ở trẻ dưới 15 tuổi chưa được tiêm miễn dịch đầy đủ. Thứ ba là nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu và phương thức lây truyền. Vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae chính là nguyên nhân gây ra bệnh bạch hầu. Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu là ở người bệnh và người bình thường đang mang vi khuẩn. Đây vừa là ổ chứa, vừa là nguồn lây truyền bệnh. Về thời gian ủ bệnh thường là từ 2 đến 5 ngày hoặc có thể lâu hơn. Về thời kỳ lây truyền, thường không cố định. Người bệnh có thể lây nhiễm vi khuẩn cho người khác ngay từ thời kỳ khởi phát hoặc có thể ngay từ cuối thời kỳ ủ bệnh. Thời kỳ lây truyền kéo dài khoảng 2 tuần hoặc ngắn hơn, ít khi trên 4 tuần. Người bình thường mang vi khuẩn bạch hầu có thể từ vài ngày đến 3-4 tuần, rất hiếm trường hợp kéo dài đến 6 tháng. Điều trị kháng sinh có hiệu quả nhanh chóng sẽ chấm dứt sự lây truyền, hiếm có trường hợp mang vi khuẩn mãn tính kéo dài trên 6 tháng. Về phương thức lây truyền, bệnh bạch hầu được lây truyền qua đường hô hấp, do tiếp xúc với người bệnh hoặc người bình thường mang vi khuẩn bạch hầu. Bệnh còn có thể lây do tiếp xúc với những đồ vật có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn bạch hầu. Sữa tươi cũng có thể là phương tiện lây truyền bệnh bạch hầu. Thứ tư là triệu chứng, dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc bệnh bạch hầu. Dấu hiệu của bệnh bạch hầu thường sẽ xuất hiện trong vòng 2 đến 5 ngày sau khi bị nhiễm vi khuẩn.
một số người sẽ không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào, trong khi một số người khác sẽ xuất hiện các triệu chứng nhẹ và thường bị nhầm là cảm lạnh thông thường. Triệu chứng dễ nhận thấy và phổ biến nhất của bệnh bạch hầu là hình thành mảng màu xám trắng, dày ở khoang họng và amidan. Có khá nhiều triệu chứng xuất hiện trong 2 đến 5 ngày sau khi phơi nhiễm. Ban đầu người nhiễm bệnh sẽ bị đau họng, ho và sốt kèm ớn lạnh. Các triệu chứng này tăng dần từ nhẹ đến nặng hơn. Chính vì triệu chứng khá phổ biến nên cha mẹ dễ nhầm tưởng trẻ chỉ đơn giản đang bị cảm lạnh, chứ không phải đang phơi nhiễm với vi khuẩn bạch hầu. Tùy thuộc vào vị trí vi khuẩn gây bệnh, bệnh bạch hầu sẽ có các biểu hiện khác nhau. Nếu bạch hầu ở mũi trước, bệnh nhân sẽ có triệu chứng sổ mũi, chảy mũi ra chất mũ nhầy, đôi khi có lẫn máu. Khi khám có thể thấy màng trắng ở vách ngăn mũi. Vị trí bạch hầu này thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu. Nếu bạch hầu ở khoang họng và amidan, bệnh nhân sẽ có triệu chứng mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ. Sau 2 đến 3 ngày sẽ thấy xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc mảng màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amidan, hoặc có thể lan rộng, bao phủ cả vùng hầu họng. Thường ở vị trí này, các độc tố ngấm vào máu nhiều và có thể gây tình trạng nhiễm độc toàn thân. Một số bệnh nhân có thể sưng nề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ, làm cổ bệnh ra như cổ bò. Những trường hợp nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ phờ phạc, xanh tái, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê. Nếu không được điều trị tích cực, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 6 đến 10 ngày. Nếu bạch hầu ở thanh quản, đây là vị trí có tiến triển nhanh và rất nguy hiểm. Bệnh nhân thường biểu hiện bằng dấu hiệu sốt, khàn giọng, ho ong ỏng. Khi khám, bác sĩ có thể thấy các giả mạc mảng trắng đục tại ngay thanh quản hoặc từ đầu họng lan xuống. Ở vị trí này, nếu không được xử lý kịp thời, các mảng trắng này có thể gây tắc đường thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, bệnh hầu còn xuất hiện ở các vị trí khác, thường rất hiếm gặp, nhẹ và dễ thấy hơn, như vi khuẩn bạch hầu có thể gây loét ở da, niêm mạc như niêm mạc mắt, âm đạo hay ống tai. Thứ năm là phương pháp điều trị bệnh bạch hầu. Người bị bạch hầu sẽ được tiêm một loại giải độc tố đặc hiệu để chống lại độc tố của vi khuẩn, kết hợp với kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn bạch hầu. Những trường hợp quá nặng cần phải mở đường thở, hỗ trợ hô hấp, đặt máy tạo nhịp cho tim. Thứ sáu là các biện pháp phòng bệnh bạch hầu. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Thứ nhất, đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine, phối hợp phòng bệnh bạch hầu. Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ vệ sinh thân thể, mũi họng hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Thứ ba, đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Thứ tư, khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Thứ năm, người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vaccine phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế. Vừa rồi là những thông tin chi tiết về căn bệnh bạch hầu. Mọi người nên chú ý và chủ động phòng tránh để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Chúc quý anh chị và các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.